Nhưng mà chỗ này hơi sóc. Đấy, bỏ cả chỉ mở chỗ này với lại là khu cũng cho khu này xuống hết. Ở trên chỗ này, chỗ này là táo hộ dân vừa mình sống ở bờ sông là cái táo hộ này. Bây giờ trước mắt mình thấy là cái đồ núi kia là tường biên. Mì thì cũng gần nhá, nhưng mà đi thì phải đi một buổi sáng không đến ấy, đi một ngày ấy. Ta phát sinh ta phát hiện ra là vừa nãy là anh đi khảo sát tuyến đường với lại đi kia là về là anh chứ nó ra là bảo là cái bờ này là ông bảo là mình xé thì mình phải xé thẳng thẳng cho ông. Ông cả bác ép với bác bừa là mình phải xé thẳng cho ông như căn dây luôn cho ông. Sau đây mình hồn thiện hết mặt bàn cho ông. Cột đá to nó không đơn giản đó, mình rất là khó, rất là vất vả, rất là vất vả sức của bà cô đấy. Xin chào quý vị khán giả và tất cả mọi người. Hôm nay là sẽ trở lại cái video mới nhất của Nam Công Nguyên. Và bây giờ mọi người cũng cùng với anh em là với lại anh em là tiếp tục có cái đi phổ biến và đi khảo sát lại cái tuyến đường cũ mà hôm nọ vừa mở ấy, từ tổ 3 đi lên tổ 4. Mình sẽ khảo sát qua về những cái độ qua và những cái độ mà dốc. Thì mình sẽ suy nghĩ và mình sẽ dặn lại cái độ dốc cho nó không dốc, mình dặn lại cái độ dốc và những độ cua mình mở thêm. Mình sẽ mở thêm khoảng 3 mét giữa. Sau này là cuối cùng là mình sẽ đổ bê tông thì mình sẽ làm thông luôn là độ bê tông là 3 mét. Xin chào với mọi người là xin phép với mọi người là cứ đổ 2 mét giữa mình cứ làm mở cả lề hai bên lề cứ là mở 3 mét là hơn 3 mét tí xong. Từ lúc mình đổ là độ 2 mét giữa, độ bê tông 2 mét giữa. Xin mời với mọi người là anh em sẽ tiếp tục thì khảo sát cái tuyến đường từ tổ 3 đi lên tổ 4. Thì lúc mà mình mở xong thì mình cứ cũng không có không có biển mình cứ hướng đi. Vâng. Mai là đổ bê tông rộng hơn một tí nữa. Vâng. Mai kia là từ đây sang đây là 2 mét rưỡi rồi. Khi mà nó đổ được bê tông là cái cổ điện này nó ở hơi gần bên này thì mình sẽ lịch ra bên này một tí. Đấy, dịch sang đấy. Dịch sang bên này tí. Mình lái sang tí rồi, vâng. Cắt từ cột điện này. Xong bên này là cũng có 2 mét rồi. Bên này là hơn 2 mét. Hơn 2 mét rồi. Nếu mà tính tất cả hai bên lề là 2 mét rưỡi. 2 mét rưỡi đấy. Mình chỉ lùi lại những cái hồ, lùi lại những cái hồ đá tổ đá kề lề đường này sang. Sang hai bên này một tí là đủ 3 mét. Dưới đây không nói này, nhưng ở trên này bắt đầu là lại. Vâng. San lại này. Vâng. Sau này mình sẽ dậy mặt bằng đờ đá bú sâu. Đó đã bố sâu rồi mà bằng thì mình sẽ đổ then cho nó dài dài đi. Cho nó dài cao của tầm 20 phân đấy này. Ông đổ thêm vào đây thôi. Ừ. Vì đoạn dưới kia nữa. Đấy của tầm 10 mấy phân đấy là những cái độ đúng mà nó độ hơi cao này xong mình lại dài quá. Đầu xuống. Những dốc cái độ mà dốc này không phải là dốc lắm nhưng mà kiểu nó dốc nó dài quá. Vâng. Nó dài quá nó dậy chứ còn độ dốc này là độ dốc bình thường. Rồi. Nó dài quá nó dài tít thì kia từ trên kia xuống đây hàng trăm mét rồi. Nói chung là trong cái tuyến đường này đi lên với tổ 4 là dốc nhất là có cái khu này, cái đoạn này là hơi dốc. Cái đoạn này là dốc nhất tất cả từ mấy cái đoạn tre. Và đoạn trên là dốc nhưng mà nó lại đoạn dốc nó lại ngắn. Vâng. Nhưng đoạn này là dốc là dài. Đoạn này nó hơi dốc nhưng mà nó không dốc lắm nhưng mà nó lại dài. Nó cũng dốc bình thường thôi vì là nó dài khoảng tầm như đoạn trên kia cái chỗ này lại dài khoảng tầm 30 mét đấy. 30 mét hơn sao được. Cũng chưa ta hơn không nó tính ngay ở chỗ này thôi nhưng mà tính cả dưới kia là hơn rồi tính cả dưới kia cái gì đó tính cả dưới kia là hơn giờ đây mai chỗ này phải khoan ra mở rộng ra đường này nữa này mai kia phải mở hết chỗ này có tường rào chỗ này để nguyên mình phải phán lại cái bên này ra mở rộng ra về này nữa này rồi mở rộng ra này ra khoảng mét nữa trên này là có cái cột điện trà quá chỗ này mai di chuyển cột điện ừ. Mai mua một cột điện là mai mua một cái cột khác cầu điện này sau này là có con này phải trôn xuống dưới này rồi đấy xong rồi bắn hẳn cái cột điện này sang phát ra đầu mai thôi là cắt cột điện này đi có như mai cái chỗ này là nó dễ làm chỗ này, chỗ này hôm nọ kia là nó cũng đọc hết rồi tránh xe này vâng tránh xe tránh độ này nhưng đoạn này là anh nghĩ là chắc là gần đủ hay sao ấy đoạn này phải đánh thêm ra đánh thêm không đủ rồi chắc 2 mét đủ 2 mét nhưng mà không đủ lề nhưng cái đoạn này mà thì cái đoạn này là thông báo với mọi người là hồ trống với hồ máy này là để mai quyên sẽ tìm cái biện pháp mà xử lý chứ sẽ làm việc với chủ nhà mời với chủ nhà ông Thổ Mỹ Sồng sẽ làm giải quyết cái gì như hai cái hồ máy hồ trống này
Nếu mà có gì không được thì mình sẽ thuê thầy cúng về cúng cho là... Ừ, nếu mà ông chủ nhà không đồng ý thì ông chủ nhà, ông thổ mới sống ngay nhà, nhà ngay ở giữa này, ông không đồng ý thì xong mình sẽ thuê thầy cúng về cúng một phát, xong là cúng xong là mình sẽ tiếp tục phát phá hết cả hai cái hồ này xong. Nếu mà mình mở được hết có hai cái hồ, mái hồ trống này không không mở được nữa thì coi như là con đường là không, nên là không có cái gì mở. Không, bắt buộc phải mở đấy, bắt buộc phải mở. Phải thuê thầy về cúng tập đi. Nhưng cái đoạn này là hôm nọ anh đã ăn cơm trưa, đây là cái đoạn này là không nóng rồi. Không, đoạn này thì đủ rồi. Đoạn này đủ rồi. Đoạn này thì có hai cái hồ mái hồ trống với lại có cái hồ to này thôi. Quan trọng là cái hồ này là mình phải khua sau, mình phải cho thuốc nở vào. Đấy, thì mới rộng. Cái hồ này là hồ phải hồ đáng này là cái lại đáng bị đổ trắng này, cái lại này là nó cũng hơi cấm, hơi vất vả. Mình sẽ khoa, còn mình sẽ mua thuốc nợ về. Cái đoạn này là thành phiến thì không ngại. Vâng. Rồi mình xem mai cứ đóng ra thành phiến đấy. Vâng. Nó không thành, nó không kiểu như đó. Như cái hồ máu nọ mà đã đờ ở dưới sau nhà anh chứ này. Cái hồ này trên trắng mà nó như vàng ấy. Nhưng chỗ nào đây sang đây nếu mà vâng. Hết thì cũng thoải mái, nó giữ rồi, nhưng mà mình nếu mà cho đi thì nó rộng. Cái hồ này mình sẽ cho hết, hồ này với là hồ kia mới cho hết hẳn xuống thì xong mình mới mở được nền 3 mét. Ừ, thì nó mới rộng rãi. Vâng. Sau này mọi người đi nó rộng. Có nó chỗ mà để chính đường, xe. Đường có lề, con thua. Vâng. Còn dưới này là cái ổ này là cứ để nguyên. Ổ này cứ để nguyên rồi. Ổ này cứ để nguyên, bên này thì mình chỉ có đào hết cho cái hai cái hốc cây ngô này xuống thôi. Hết hai cái cục đá này vâng. Vừa đẹp. Còn cái cỏ này cứ để nguyên nữa. Để nguyên. Cái cây này cứ để cái ổ này cứ để nguyên. Vì là nó cứ thoải mái là được đo thử té là từ cái cây này sang bên này là hơi 3 mét rồi. 3 mét rưỡi đấy. Cứ để cho nó ở hai bên lên. Sau này mình được tránh mà nắng và mưa mình tránh nữa. Từ cái đường giữa này về để ở chỗ này là nó cũng hôm nọ nó mở sắt đủ rồi. Chỗ này mai đổ cua này phải bỏ ra nữa này. Đổ cua này là sau này sẽ phá cái này đi. Phá này đi rồi mới... Xong bên kia là cứ vòng từ bên kia, bên này ra. Đấy. Cái đoạn đấy này không quan trọng. Cái đoạn này không quan trọng nhé. Để cho cái đoạn này đi này. Không, vẫn phải cho, với phải cho cái này là để nguyên, phải cho cái này với cho cái khu này xuống hết. Cho mỗi cái khu này này. Cả hai cái hốc cổ ở trên một đáng này phải cho hết thì nó mới được. Đấy không? Cho hết cả cái khu này đi này. Vâng. Đấy. Từ đây, dưới cái này là vòng phải cho hết tất cả như chỗ này xuống. Cái đấy không cần thiết. Không, nhưng mà sợ nó ô tô không quay được đây. Đây, mở cái bên này đi. Nhưng mà chỗ này hơi bị dốc. Đấy, mở cả chỉ mở chỗ này với lại là khu đây. Ừ, cũng cho khu này xuống hết. Đấy, cả khu này xuống này. Ăn vâng. Thông vào đây này. Vâng. Cho nó mở lại cái đoạn cua chỗ này này. Rồi. Mở cho nó này. Mở đoạn cua này cho bắt ở trong này luôn. Mở hắn đấy nha. Thì sau này vừa quay xe ô tô, quay loại kia nó sẽ hết. Thì các bạn nhớ cua này này. Cái cua này mai là bắt đầu là mở. Có nhất cục đá là này, mở lại chỗ này nữa này, bắt hẳn là chỗ từ cái ổ này nhá, từ gốc ổ này, bắt hẳn xuống đây này. Không. Xong rồi là. Nghĩ ra là đẹp nhất, hơi dốc đẹp nhất là cái cây này phải chặt đi. Bỏ đi này. Chặt cái cây đi. Bỏ cây đi. Nếu mà có máy múc vào ấy, thì là mình múc xong rồi mình di chuyển xuống dưới này. Đấy, đặt xuống dưới này. Không, anh hỏi, cái chỗ này là xong mình làm thẳng từ kia, xong mình vòng sẽ thê chỗ này đi. Vòng từ chỗ này ra để cho nó mà bạc, nếu mà anh bỏ phá chỗ này ra là nó cũng dốc quá đấy, mình phá mình hôm nọ đã khảo sát qua rồi, mình sẽ xế thủy chuối này, xế thủy dưới này cong bằng bằng vâng, kè từ giữa cái hốc cây ngô giữa hốc ngô dưới này, xong mình phán lại cái to này đi, vâng, kè lên xong rồi mình chặt luôn cái cây này nọ kia, khi nào mai kia làm thì xong bỏ trụ nhà xong chặt lốt cái cây này đi. Cái cây này là không muốn thông báo với mọi người là không muốn chặt vì là nó ở chính giữa rồi. Cái cả xi máy đi lại cũng hơi bị vướng vào đường. Thì là mai kia là cũng phải mở từ, nếu mà cái cua này là hơi hay bị hèn, phải mở từ hết từ tất cả từ chỗ này ra. Đấy, tất cả từ chỗ này ra đi ra cái độ mới vống ở dưới này nhá, thì là mai kia là phải đào hết tất cả ở trên hai cái cây ổ này. Xuống này phẳng xúc về dạy về cho cái độ mướp vống này, cái xương xương điểm phương mình cái xương
dương. Vâng. Cứ mở tít trong này thì cứ phát này cái chỗ một cái chỗ hồ đáng này sống sẵn xuống với lại mấy cái hồ này hàng xuống rồi dậy. Dậy thì chỗ này và bằng câu cái này là bằng. Nó lên xuống. Sang xó. Để đá nó lên. Cái này là buộc rồi sẽ phải đổ là như nào đấy? Cái vải đổ này á. Vải đổ này là thầy cống đi cống về thì coi như là thầy cống lúc ở nhà khách thầy cống đi cống là thầy cống sợ ma đi theo thì thầy cống nó cắt một miếng về bùa vào tay. Bùa vào tay xong thì là thầy cống về đến sắt để về đến nhà này thì thầy cống mới cởi ra bùa vào đáng. Khi nào mang ra thì mang thấy là cái vải đổ này ở trên đáng thì mang về đến đấy nhìn nó mang đi theo thầy cống. Ừ. Không rõ thế đấy. Không sao. Ừ. Ma mình bắt được ma. Ừ. Bắt được không? Mình bắt được con vào con chuồn hay cái gì đó. Mình chẳng thấy con. Sống nhưng không bắt được ma chết. Ừ, mình chẳng thấy con ma nào ra. Vâng. Đây, trong mình. Rồi. Cái này mai cút đi. Ừ. Cút đi không? Đủ không? Đủ. Đủ. Thở máy đủ đây này. Đây là tính là lề này. Đây là lề, thở máy đủ. Tính lề này. Rồi. Cái này là tính lề này. Mình mai đổ đường từ đây rồi này. Thì thiếu. Mai đổ được chỉ đổ từ dưới này lên thôi. Ừ. Nếu mà mai tránh được thì cho đây lại, không tránh được thì mình sẽ chuyển đi. Ô, đá đâu mà lắm nhỉ? Đá này không nó lan về. Hôm nọ cái hồ đá to ở trên này lan về chặt hết chỗ này, xe máy không đi được, ngược và bò không đi được rồi, xong rồi lên. Vâng, nó lan từ sẵn từ trên này xuống. Xong là mới khuôn khuôn. Ừ, xong mà riêng với anh em nó khuôn, với lại nù nó hay nghe nó khuôn một buổi sáng. Gọi là chưa hết đó là về nhà cơm mà xuống nghỉ thôi. Có cái chỗ này xong mai cái anh em mở thê rộng thì mở rộng thê thì mình sẽ phán đi. Vừa vả và khó nhất là về chỗ đằng sau đít anh. Mấy cái hồ đá cấm này. Khu này về khu này đấy, cấm nhất là vứt vả là cái đống khu này. Mình phải tập trung về hai cái khu này. Khu này là ông nội kia nó là hơi bị mất công nhiều rồi. Sau này nhá, sau này bắt đầu là bà con làm phát là mở thông phát từ dưới kia là mở đến đâu là được đấy luôn. Ừ đúng rồi. Chứ không thể nhảy quãng được, nhảy quãng là chỗ được chỗ không, lúc mà mình quay lại mình làm nó vất vả lắm. Sau này đó là từ đầu đi. Làm một đầu đi là thông hết toàn bộ. Thông phát. Thông hết thông luôn đấy. Vâng, thông luôn. Không cho để vướng như này. Thế mà vòng cái chỗ này sang nhá, cái chỗ này là hàng xuống dưới này. Hạ một tí, mình không hạ thì trên này là mình tay là thì sợ nó hơi khó, mình hạ một tí xuống. Ừ, phá hết cổ này xuống, hạ cái chỗ này xuống dưới đi. Ừ. Hạ cái này xuống này. Đúng rồi, hạ cái chỗ này xuống. Đây, cái đụa này là hơi vứa vào cái chỗ này đấy. Cái chỗ này là phải chẳng cái cai này đi, mình phải chỗ này đào đi. Kè từ dưới. Này đây mình vòng từ tít chỗ này đi. Nên mình làm như thế này là hóc cái đầu này là mình sẽ phá hết toàn bộ đi. Để chạm mất cái đầu đi. Đây, em thử dựa thấy chưa? Cái lục kè từ đây nhá. Kè từ dưới kia đúng không? Vâng. Từ nước kè thì mình lại kè thấp như thế này thôi. Thấp đến đây thôi. Ừ. Nhưng mà bắt vòng cua dần xuống. Đi thẳng cái này. Đi thẳng ra cái vụ cỏ đấy nhá. Xong rồi cua dần xuống phát là xong. Rồi. Xong rồi lại vào bánh tả ly xuống. Rồi. Đúng không? Thì nó còn dễ hơn là mình mở vào trong này xong rồi lại mất lại đánh mất cái đào đi. Cái đào rồi trồng cái cây như này hơi khó khăn lâu lắm. Mười mấy năm nó to như thế. Còn cái chỗ này thì đánh mấy. Chỗ này là cái hồ đá nó to này sau này mình sẽ khô cho thu nở cho nó lan xuống hết. Đúng rồi, cho hết xuống này mình lấy cái đáng gì cái hồ này cho về đập dậy vào. Để cho vào cái đáng luôn. Này. Dạy với lại kè nữa là mình sát vào bồ cũng được. Đá 46 thì đổ đấy. Vâng. Cái này thì làm hết rồi, cái này thì toàn. Nên là tòa đớp thì đào nhanh. Có cái chỗ này là chỉ không cần, bên này là sát với lại chuồn chạy với vừa của ông Thổ Mi Dế thì mình chỉ phát cái đá to ra thôi. Ván lại cái tổ. Rồi. Cái chỗ này cuốc vuông thì mà mình phải phá tất cả cái đống to này, cái hồ to này ra.
Cái này to, cái này ví dụ như trước kia người ta mở được có thuốc mì nộ thì dùng thuốc mì nộ thì phải 3-4 kg vào kít ấy. Hôm nay khoảng 2 kg là nổ tung hết rồi. Đúng rồi, 2-3 kg. 2 kg rồi, 3 kg rồi đấy thì mạnh quá. Không, nhưng mà người ta cho thuốc ít ít thôi. Bây giờ thuốc nở. Thuốc ít ít thôi, thuốc nhiều thì bay. Bây giờ gần dân dùng thuốc nở thôi. Bây giờ dùng thuốc nở không ai cho gần dân, không ai cho dùng thuốc nổ. Thuốc nổ là nó nguy hiểm cho vào tù đấy. Nguy hiểm chết người. Lại bốc lịch ở trong, lại bốc lịch đấy. Đi à, rau xanh trắng. Bố con đã ăn. Nóng có một con ngủ một nơi, một nương. Con này bên nhất. Thôi đến đây thôi, còn lại là khảo sát, còn lại là chờ lũ anh mình xuống thế nào thì giải quyết cái chuẩn trại này đã. Thôi cứ đi thẳng lên trên kia đã. Ừ. Anh em mình cứ lên thẳng kia xem như nào một lượt đi, xem lại một lượt. Cái chỗ này thì vừa về cái chỗ này vừa được thì chỗ này cái nhà của thợ mi sánh này là sau này là sẽ tuyên truyền cho ông để ông sẽ đủ loại cái tường rào để cho ông đi vào đủ lại 1 mét rồi. Đủ lại 1 mét không đủ đâu, đủ lại 1 mét bên này 1 mét nữa. Ừ. Bắt cua cho cái đường cũ này mà. Ừ, cái đường cũ thôi, mình thấy chỗ nào nó khổ thì mình phát cho đấy đi. Chỗ nào không thẳng thì mình sẽ phán hết, thì mình sẽ kéo thêm một bên. Cấp thẳng phát đi. Vâng, một bên thêm một tí thì xong rồi chỗ nó thẳng nó đủ rồi. Chính là cái phiến đá này cho đi thì dễ này. Ừ, cái chỗ này mỏng mỏng. Nó mỏng mỏng này. Mỏng thì mình khoa xong rồi đục một tí thì xong hết nhanh. Mỏng cho hai bên đi. Vâng, cái này cho hai bên. Chắc thì mở ra đến chỗ này thôi, có chỗ hố sâu. Cái hố này là năm nay nó bỏ qua không sửa để nước nữa. Mà gì có nước đâu? Không, năm ngoái đang rồng ấy, năm nay mới bỏ thôi. Năm nay bỏ không rồng rồi. Năm nay để một năm sau thì trồng ngô thôi. Bây giờ đã chuẩn bị có bột đắng rồi thì mình xay bể nước và đài và gài thôi. Mình dùng cái hố bể hố đấm này là cái gì? Nguy hiểm, bộ chạy cô lăng xuống là chết. Chết người nguy hiểm. Trước có hai cái này nó bỏ qua, cái này nó sẽ bà bằng. Vâng. Nhiều phết đấy. Nhiều phết đấy, cái này sau này mình sẽ đánh cái bờ này hạng xuống. Vừa hạng, vừa kè vào, vừa tôn lên. Vâng. Nhiều phết đấy, cái này đâu. Cho xuống đấy cái chân anh, trên này hạng từ trên này xuống là bằng rồi. Ồ, phải ra thiết cái gì à? Ừ. Cho ngay cái chân của huông ấy, xong là mình sẽ đầu đến từ chốn đụn này, cho thấp xuống, phá cái đống đá to này đi kè, đi kè với lại đi dạy vào giữa một lớp. Cái ổ này, chính tình trạng là nó vào ở giữa đường ấy. Còn đây thì mai mình đánh đi rồi. Mai kia là không tránh được, sẽ đánh đi hết rồi. Triển. Di chuyển nó xong. Ừ. Còn mình bớt được thì mình chỉ có bớt được cái hạng cây này. Cho hạng xuống này ra là đủ mét. Đây, như cái chỗ này bị bớt cái độ bóng này. Trên này nó còn cao nữa. Đá là đá, nó tuột đáng thôi. Nhưng mà đá nó chạy được. Vâng. Không hiểu đá to nó đến ở dưới kia. Đấy. Đến đây rồi. Đến đây thôi. Đây là nhìn thấy sông Ngô Quế với lại thấy Sơn Vĩ rồi. Đây là một tí nữa, đi xuống dưới một tí là thấy sông Ngô Quế với lại thấy Sơn Vĩ rồi. Sau này làm thì sẽ là để thông hết để cái chỗ cây bừa, cây cái gì nhỉ? Hai cái cây dưới này. Cây vải mồ côi. Ừ. Cái vải rừng với lại cái bừa. Cái vải này hôm vừa cũng vải không nhỉ? Vẫn có mà. Đi xuống đi. Anh em mình xuống xem mà. Một đang có mà, năm nay không biết có, một đang có mà. Đi xuống xem đi. Theo cái chỗ này mở đi xuống dưới này là nó cũng có 2-3 cái độ cua rất là khó phết đấy. Không, cũng bảo cái dưới này đâu.
Nhưng mà đến trên thì dưới này xong mình là cái đường lặng đường bình thường đi bộ thôi. Nhưng mà mở cản xuống dưới này thì cái đường này dốc quá. Trước kia mình ra nó có hoa mà, nó cũng nở hoa chân trắng mà, chân bộ người nó ăn hết rồi. Dưới này mát thế với nhỉ? Thế này hôm nay cũng quả không? Dạ, hôm nay cũng có. Thế bà con vật hạ vật ăn hết rồi? Không, chắc không có, chứ có thì mình biết ngay. Hôm nay không có quả thì sao ấy. Dạ, dạ, đấy, toàn bộ cảnh là sông Đô Quế đấy. Vâng. Khu đô dân đông, đông ở dưới này. Ở đây chú cứ trồng trọt đấy á. Ở trên trồng trọt này, chỗ này là táo hộ dân của mình sống ở bờ sông là cái táo hộ này. Bây giờ trước mắt mình nhìn thấy là cái đồ nũ kia là từ biên ấy. Móc của Trung Quốc vứt ở Việt Nam. Mì thì cũng gần nhá, nhưng mà đi thì phải đi một buổi sáng không đến ấy, đi một ngày ấy. Ôi giời, đi cả ngày. Đi bộ ấy. Đi bộ cả ngày từ dưới chân dốc mà lên trên đỉnh đồi kia đi cả ngày. Vâng, đi cả ngày ấy. Từ lúc nhỏ đến giờ này 30 tuổi rồi chưa đi bao giờ. Sang tuần với lại mấy tuần sau nữa mình có gì thì bằng con nó là lo lao thì mình cho bà con nghỉ một ngày xong mình chạy xuống dưới này, chạy nghiện xuống dưới này, thăm bằng cô dưới này một ngày. Tám hộ gia đình. Ừ, tám hộ gia đình dưới này một ngày, xong là bữa có cáng sông. À, có không? Có chứ. Nhưng mà thường thường họ câu chỗ nào nhỉ? Họ câu cứ bình thường đó, cứ câu đi theo đường sông thôi. Đường sông này là sông chỗ này nông. Ừ. Ở chỗ nào sâu sâu câu ấy cơ, câu lăng xê. Không, thật ra khó quá thì mình cứ nghĩ là sông ý nữa như thế này, nếu mà mưa một phát thì đấy. Anh em vừa đi khảo sát tuyến đường vào ở chỗ cái khe nêm nú và hai cái cây vảy rừng kia, xong là anh sẽ đi thăng nhà em Thổ Mỹ Dìa. Sẽ thăng nhà em Thổ Mỹ Dìa sẽ xem TV như thế nào, sẽ hôm qua lắc sông sẽ bị trục trặc gì không, sẽ nó có lắc chắc không. Các cháu đang còn nhỏ chưa đi học, chưa biết không biết tiếng, xem TV mong để biết TV này là phim, mong để biết phim này là không biết. Em chưa được, chưa đưa con gì đúng không? Chưa ạ. Hát hết. Thế này mát. Đâu? Đây ạ, ở đây. Ôi, cái chùa này nó bị... Sắp rồi. Cái sẵn ở dưới nó bị gãy à? Trước là vào chuẩn bị khai thác, triển khai làn đường, lúc đấy là còn chưa để. Giờ này có đức cường thế là mình còn chưa chuẩn bị, đã chuẩn bị thôi, chưa có được thử. Mấy tháng nhỉ? Chắc của tập 4-5 tháng rồi. 3-4 tháng rồi. Nóng quá. Thôi, TV như này là bình thường ngon nghẻ rồi. Bộ cứ thoải mái cho bộ trẻ con xem mà. Thôi, anh nghe mẹ đi. Ờ, biết mua. Ừ. Ừ, cuộc sống của cắn lòng mình là nó thấy là khổ thầm ấy. Khổ thầm quá. Thay đổi dần rồi. Cứ để 1-2 năm sau thôi. Mấy năm nữa là nhân dân thôn cắn lòng mình là... Có một số hộ gia đình là nó không chịu khó làm kinh tế, là nó cứ mua kén. Dưới là hết sức quan trọng mà là hết sức tuyên truyền, hết lòng tin tức của mình tuyên truyền cho nó, là nó cũng không chịu khó làm ăn. Như cái thằng uống rượu thì thi đi uống rượu, những cái thằng làm thì cứ là sát chết, những cái thằng không làm thì cũng còn suốt ngày cũng còn nằm ở nhà. Má chị à? Ừ.
Đúng rồi. Đâu nhá. Ừ, nghe TV nó lao thử. Đi khỉ ấy. Đi khỉ ấy. Đấy, sáng sủa này. Sáng nay không bật lên. Mới đi khỉ ở khỉ TV à? Đi cũng bảo đúng không em? Thế chị ở nhà có anh mở không? Mày! Chú à! Ngay đây rồi! Được chưa tụi à? Biết chìa chưa? Biết sử dụng chưa? Biết dòng biết chìa chưa? Biết chưa. VTV tá. Xã hội thúc đẩy tất cả mọi người thêm một cuộc sống mở chưa? Điện hình như vậy biết mở mà chỉ có đi học mà chỉ có biết thôi. Đi học ở trường chính kia là ở ba chú là nó cũng có tivi nó cũng biết một tí. Còn bố mẹ nhà bố mẹ là không biết gì. Sợ nó bấn sai và điều kiện ấy, bấn sai thì nó không giảm lại được thì nó khó. Nó sai một phát là nó cũng bảo là hỏng rồi thì nó cũng sợ đấy. Đá bóng này, đúng. Được rồi, lá như thế này cao là đảm bảo rồi. Này, tú ơi. Thôi, anh sẽ nhà lồng cứ sử dụng tivi được cứ hoạt động bình thường. Anh em đi xa bấy vào bãi đá, xem bà con đập đá tí. Và lúc nãy là vừa đi khảo sát tiến đường từ tổ 3 đi tổ 4 sông. Là trở lại về thì là cũng về thang hộ cái nhà của em Thổ Mỹ Dìa. Mà nó có một cái tivi dùng nó dùng tivi sẽ hoạt động mà chạy như nào thì để kiểm tra đi xem thăng thì em chia xong là lại đi thăng thì em Thổ Mỹ Lồng đấy sử dụng vào cái tivi của mọi người hỗ trợ ấy là tặng cho là xem hoạt động tốt không. Là bây giờ mình chạy lại về cái bãi đá, giờ là về bãi đá thì là đi thăng xem với bạn cô đập đá một đập đá với lại xem với bạn cô nên là thế nào. Đó, xin mời mọi người anh em cùng đi. Đã phát sinh, đã phát hiện ra là vừa nãy là anh em đi khảo sát vừa tiến đường với lại đi kia là về là anh chứ nó ra là bảo là cái bờ này là ông bảo là mình xé thì mình phải xé thẳng thẳng cho ông. Mình xé mình xé không thả mình kè mình xé bật này không thẳng cho ông thì ông không đồng ý. Xé thẳng đó. Ừ. Thẳng như nào? Thẳng như nào? Ông chú bảo là phải xếp thẳng từ cái về kè thẳng từ cái bờ bên cạnh kia ra thẳng bên đây. Mình kè vào giữa này thì ông không đồng ý. Vâng. Trên này, trên chân này. Đi kèo vào thôi. Kèo vào cũng được mà. Kèo vào thì bây giờ mình mất công rồi. Mai kia mình 3-4 người kiểu làm một buổi sáng còn không xong ấy. Sao thì ông này vừa vớ vẩn nhưng mà nó nhiều như vậy thì mình chả là được một cái gì cả. Đúng là thật ra là hôm nay là chỉ có được 4 ngày thôi lại còn tiếp tục nữa. Người ta xếp như thế này cho mình còn không đúng là mình xếp kiểu gì cho mình nữa. Mình đã kè như thế này rồi. Thôi bỏ ông là bỏ nó sau này sẽ kè lại vào đến đây. Giờ trước mắt là cứ làm nó xong rồi kè lại. Coi như là mình mất công nhiều quá. Không kệ nó xong là kệ lại, bỏ nó kệ lại bây giờ là để. Coi như là mình làm việc, mình làm việc mình đập đá này mất cái cả mấy chục công về xếp bờ nưa này cho ông thôi. Không, ông này mình làm xong rồi, xong bỏ là kè lại cho ông lại giả lại như vào đây rồi. Cái đấy không sao cả, xong này thì mình bới đất ra mình kè lại đơn giản mà. Đúng không? Biết rồi, nhưng mà lúc nãy biết thế thì ông cũng bảo trước rồi. Ông chứ không ra bảo trước rồi mình xé thẳng vào đây. Ông muốn thì mình sẽ thả sau này mình hoàn thiện hết nhá. Mình ra lại cho ông thì ông chỉ có được cày bò chạy nó chạy kia cày nó đánh hàng cho nó thẳng thôi. Ông muốn thế thôi. Coi như là không phải mình bắt đâu, ông còn bắt ép mình đấy. Thấy không?
Ông có ba ép với ba bột mình sẽ thẳng cho ông như căn dây luôn cho ông. Sau này mình hồn thiện hết mặt bàn cho ông. Là ông sẽ cho bò nó cày chạy sang đầu nọ đầu kia cũng bứa. Đánh hẳn nó thẳng thắng luôn. Thẳng cái gì đâu, thẳng vào đây là thẳng cái gì đâu. Đây này là không có cái đá này là kể cả xế mà trên này là cũng không được. Mà có cái đá này mình xế về trên này để cái lại cái đá này trống ở dưới này cũng còn ngon là chẳng ngon nữa. Thằng ông chứ này suốt ngày uống rượu mà cũng ra nó vớ vẩn nhiều thế nhỉ. Thế tôi bảo bây giờ là trước mắt là để cho bà con làm đã để cắm để cái đá to ở trên này lăn xuống đã. Giờ này mùa cứ cho bà con cứ đều ra để mai xử lý sao. Được chưa? Mai thì sẽ phá mấy cái đá to này về xế. Cái đá to này lăn xuống rồi thì là bắt đầu là mình dỡ ra mình kèo thẳng vào đây cho chủ nhà là được. Được. Đấy mà cứ bảo chủ nhà thế, bảo ông thế. Nên là sát chết ở chỗ này rồi, nhưng còn về nói gì nhiều nữa. Chuột đá to nó không đơn giản đó, mình rất là khó, rất là vất vả, rất là vất vả sức của bà con đấy. Chết còn không biết, không biết, không hiểu điều thì mới là thế, mình biết như thế này mà. Biết là có xảy ra việc nhiều thế này, trước là không làm đó, đi thì chỗ khác có nhiều. Thông báo với mọi người là chiều hôm nay là đi khảo sát tuyến đường từ tổ 3 đi lên tổ 4, xong là bây giờ là cũng về xem cho xem với bà cô là trong công việc hôm nay là bà cô sẽ là từ buổi sáng nay với chiều hôm nay là với lại buổi chiều hôm qua nữa là đều nó sẽ là một bờ ở trên này, xét bờ trên này với lại đều đá. Hôm nay là phá được mấy cái đá to, mấy cái tảng đá to là nó phá hết rồi. Ba cái tảng của to mỏ ở chính giữa để đống thu đưa đông người này, nó hôm qua là nó cũng cạnh sắp về rồi thì sáng nay nó xử lý hết rồi thì giải quyết được. Còn hai cái hồ này là buổi sáng ngày mai là sẽ giải quyết. Thì là hôm nay là bà cô thấy là đến đây thì là bây giờ là cũng xin kết thúc video tại đây. Thấy video của Nam Công Nguyên 2 bay và chia sẻ để đăng ký kênh để được nhờ được những video mới nhất. Là xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.